mùa mưa là nó là nước lên từng ngày hỏng mình ngồi luôn. Mùa nắng là nước cái cơn gió kia nó chỉ hai cánh tại thủy điện nó ngang cả đầu. Vâng, chúng tôi đang tiếp tục chinh phục các bạn ạ. Tiếp cận cái bờ tràn của con đập này. Khách du lịch tới đây đông à, ngày tới đây đông đúng. Ngày 18 là rất đông. 18 là lên dọn. Có những ngày thường sao chú? Ngày thường là cho như mình đẹp.